Rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống Để Hạnh Phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Huyền Thu trong các video thời gian vừa qua. Hãy ấn đăng ký để theo dõi được nhiều video hơn và đừng quên chia sẻ video ý nghĩa này tới những người thân quý vị nhé. Quý vị thân mến, phía sau người đàn ông thành công là bóng dáng của một người phụ nữ. Phụ nữ không chỉ là người cùng với đàn ông đi đến cuối đời mà họ còn là người sẽ tiếp lửa và giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Hơn thế nữa, phụ nữ còn là phong thủy của một gia đình. Gia đình hưng thịnh hay lụt bại, hạnh phúc viên mãn hay ngập tràn trong căng thẳng. Yếu tố quan trọng để quyết định điều đó chính là từ người vợ, người mẹ trong gia đình. Chính vì vậy, đối với một người đàn ông mà nói, việc lựa chọn người phụ nữ đi bên cạnh mình là rất quan trọng. Và đây là 9 đặc điểm của một người phụ nữ luôn hoàn hảo trong mắt của cánh đàn ông. Ai cũng khao khát lấy được làm vợ. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đàn ông khao khát người phụ nữ có 9 đặc điểm này. 1. Luôn thấu hiểu. Trong tình yêu, phụ nữ muốn được chiều, đàn ông muốn được hiểu. Thực tế, điều đàn ông cần là bạn có thể cho anh ấy không gian riêng khi cần, ân cần ở bên anh ấy khi có tâm sự. Đó là mong muốn được lắng nghe và đồng cảm của bất kỳ người đàn ông nào. Đôi khi không nói ra, nhưng đàn ông luôn khao khát như thế. Dù là người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ thế nào thì vẫn có lúc yếu lòng. Khi ấy, họ cần cảm giác ấm áp từ cả thể xác lẫn tâm hồn. Họ muốn bạn cho họ một chỗ dựa, một cái ôm hay những lời hỏi han chia sẻ. Nếu bạn muốn giữ chặt trái tim của đàn ông, hãy để anh ấy thấy vào những lúc anh ấy mệt mỏi nhất, chỉ có bạn là tình nguyện trao hơi ấm cho anh ấy. Kỳ thực, điều đàn ông khao khát nhất là tìm được một người tri kỷ, nếu đồng thời là người vợ thì lại càng tốt. Tận sâu thâm tâm của đàn ông, họ muốn tìm được người có thể hiểu hết những tâm sự họ che giấu. Một người vợ khôn ngoan là người có thể vừa là bạn đời, tri kỷ và tình nhân của chồng. Vợ là bạn đời để đàn ông có trách nhiệm và yêu thương. Vợ là tri kỷ để là người đồng hành với những tâm sự khó nói của đàn ông. Vợ là tình nhân để khơi gợi ngọn lửa tình không bao giờ tắt trong lòng chồng. Có thể là một người vợ như thế thì đàn ông nào cũng sợ mất, luôn muốn giữ thật chặt. 2. Sống đơn giản. Nói chung, đàn ông không thích phụ nữ quá trực diện, quá chăm sóc bản thân hoặc suy nghĩ quá phức tạp. Những người phụ nữ phức tạp không phải mẫu phụ nữ lý tưởng để đàn ông theo đuổi, bởi vì họ quá bí ẩn, quá khó khăn để giải mã và đàn ông mãi mãi không biết được họ nghĩ gì. Con người quá chăm sóc bản thân thường có xu hướng không thích mọi thứ. Ví dụ, họ không thích dơ, không thích sự mạo hiểm, không thích quần áo luộm thuộm. Đó là lý do vì sao đàn ông chỉ muốn gần gũi người phụ nữ đơn giản, không cầu kỳ trong vẻ bề ngoài và cả suy nghĩ nội tâm. Chẳng ai muốn tìm kiếm một người bạn đời như thế. Vì vậy, sự tinh tế, đơn giản ở người phụ nữ lại trở thành điểm thu hút đàn ông vô cùng mạnh mẽ. 3. Tự do, độc lập. Đàn ông khao khát phụ nữ có khả năng truyền cảm hứng cho họ bởi những điều tuyệt vời mà phụ nữ làm trong cuộc sống hàng ngày. Họ muốn phụ nữ có những mục tiêu và ước vọng riêng trong mối quan hệ này. Một người đàn ông thực thụ không rụt rè khi nhìn thấy phụ nữ thành công. Họ không bao giờ lo bị lép vế trước bản lĩnh của phụ nữ. Những gì có ý nghĩa với họ là việc phụ nữ có không gian riêng trong mối quan hệ của mình và có thể chia sẻ với đàn ông trong những khoảng thời gian nào đó. Thế nên, cách tốt nhất để kết nối với đàn ông đó là bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Đừng vứt bỏ những sở thích, thú vui, bạn bè hay thậm chí là trách nhiệm với những người xung quanh vì đàn ông. Để làm điều đó, bạn hãy khiến đàn ông học cách luôn sống mà sợ mất đi, sợ vợ con sẽ chẳng cần mình. Đàn bà thực tế thì suy cho cùng, đừng để đàn ông thấy bạn xem họ là tất cả. Do vậy, bạn đừng bắt chồng làm điều mà bạn muốn, mà hãy để chính bản thân mình thành thứ mà chồng muốn giữ ở bên mình. 4. Quyến rũ. Thông thường, phụ nữ thường tự chôn vùi sự hấp dẫn của mình trước người yêu hoặc chồng sau nhiều năm chung sống. Trong khi đó, đàn ông không sợ việc tranh luận nảy lửa bằng việc sống bên cạnh người phụ nữ thiếu hấp dẫn.
Bên cạnh ngoại hình, việc giữ cho những câu chuyện giữa hai người luôn vui vẻ cũng là một trong những điểm gây hấp dẫn khác từ phụ nữ. Ngược lại, đàn ông chả bao giờ thấy phụ nữ thường xuyên phàn nàn hay than vãn hấp dẫn cả. Đàn ông thực thụ có thể sẽ tìm cách giúp vợ mình có được sự hấp dẫn trở lại. Số còn lại có thể tìm tới những sự hấp dẫn khác từ bên ngoài mà nôm na chúng ta gọi là chán cơm thèm phở. Bên cạnh đó, sự quyến rũ của những người phụ nữ đã có gia đình nằm ở cơ thể đẫy đà, chứ không phải thân hình gầy nhẳng như chị em vẫn thường nghĩ. Trong khi phụ nữ ra sức ăn kiêng để giữ dáng, để sở hữu cơ thể mình hạc xương mai để hấp dẫn đàn ông, thì chính đàn ông lại không hề thích điều ấy. Với phái mạnh, một cơ thể đẫy đà, có da có thịt mới khiến ánh mắt của họ dừng lại thật lâu. Đàn ông quan niệm rằng phụ nữ gầy trông yếu ớt mong manh nên chẳng thể làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ. Chỉ khi khỏe mạnh, ăn uống thoải mái, phụ nữ mới có đủ sức khỏe, tràn đầy năng lượng. Đây cũng chính là hình ảnh hấp dẫn đàn ông nhất. 5. Biết điều khiển cảm xúc. Một người phụ nữ trưởng thành về cảm xúc sẽ không đổ lỗi hay trách móc đàn ông về cảm xúc của cô ta. Thay vào đó, họ sẽ chia sẻ cảm xúc của mình một cách chân thực nhất để giúp đàn ông hiểu được sự việc. Đàn ông cũng rất ghét việc mọi thứ không rõ ràng hay giận hờn vô cớ xuất phát từ phụ nữ. Thế nên, phụ nữ trưởng thành về mặt cảm xúc luôn là yếu tố mà đàn ông theo đuổi. Tất nhiên, đó là đàn ông thực thụ, chứ không phải những anh chàng mới lớn hoặc đang ở độ tuổi vị thành niên. Mặt khác, nếu bạn có thể biểu hiện cảm xúc của mình một cách từ tốn, bình tĩnh, chắc chắn bạn sẽ là người chiến thắng trong việc lấy được sự tôn trọng của anh ta. 6. Luôn lạc quan yêu đời. Không nhất thiết phải hài hước, nhưng đã là đàn ông, không ai là không cần người phụ nữ của mình vui vẻ, không muộn phiền, không lo lắng cả. Tuy nhiên, đôi khi có rất nhiều việc chi phối khiến bạn không thể vui nổi. Nhưng tôi muốn nói đến khía cạnh đón nhận vấn đề cơ. Một người phụ nữ vui vẻ sẽ luôn đón nhận các vấn đề theo chiều hướng tích cực. Còn phụ nữ buồn chán ư? Họ thường xuyên than vãn và phàn nàn về bất cứ chuyện gì xảy ra. Cá nhân tôi cũng rất thích phụ nữ vui vẻ. Khi tiếp xúc với những người như vậy, tôi cảm thấy tâm trạng của mình phấn khởi nhiều lên, năng lượng như được tăng lên. Đôi khi cảm hứng cũng từ đó mà được cải thiện nhiều hơn. Vậy nên, tính cách đầu tiên mà đàn ông khao khát đó thường là sự vui vẻ của phụ nữ. 7. Ăn nói nhỏ nhẹ, nữ tính. Đàn ông rất thích, ấn tượng và đặc biệt là bị thu hút với những người phụ nữ có giọng nói ngọt ngào, nữ tính, nhỏ nhẹ bởi nó có liên quan đến tuổi trẻ và sự hấp dẫn. Trên thực tế, phần lớn đàn ông rất thích những người phụ nữ có giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng và đây thực sự là một thỏi nam châm mà không phải ai cũng may mắn có được. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác cho thấy rằng đàn ông cũng thích phụ nữ có cách nói chuyện tương tự như họ, chẳng hạn như tốc độ lời nói, phát âm. 8. Biết khen ngợi, khích lệ. Để giúp chồng cảm thấy vui vẻ hơn, thi thoảng vợ cũng nên khen chồng. Chắc chắn dù có sắt đá đến đâu cũng khiến cho chồng thêm yêu vợ. Đàn ông rất thích phụ nữ khen mình thông minh, độc lập, ấm áp. Là vợ, bạn cũng không nên ngần ngại khen anh ấy về điều đó nếu thật sự anh ấy là một người như vậy. Điều đó chứng tỏ bạn tự hào về chồng và cảm thấy hạnh phúc khi anh ấy là người rất biết yêu thương, lại thông minh và thành công nữa. Những lời khen có thể giúp chồng cảm thấy mình có giá trị hơn trong nhà và cũng là động lực để anh ấy thực sự cố gắng hơn trong mọi việc. Thế nên, vợ không nên tiếc lời khen anh ấy, đặc biệt là khi anh ấy ân cần, lắng nghe vợ. Bất cứ ai trên đời cũng muốn được khen, đặc biệt là những lời khen đến từ người vợ thân yêu của mình thì càng dễ giúp cho đàn ông cảm thấy hạnh phúc. Đây cũng chính là cách để những bà vợ có thể nắm lấy trái tim người đàn ông của mình. 9. Biết nấu ăn ngon. Người phụ nữ có gia đình thường thực hiện hai vai trò. Họ biết cách quyến rũ người đàn ông bằng những nét cuốn hút của bản thân và đồng thời cũng biết cách chăm sóc người đàn ông đó một cách chu đáo. Sự kết hợp hai vai trò đó chính là vũ khí chết người. Một bữa ăn ngon luôn là khao khát thầm kín của nhiều người đàn ông.
Ngay cả người thành công, có địa vị cũng muốn được ăn bữa cơm do chính tay vợ mình nấu. Họ cần hương vị cơm ngon của gia đình, họ cần không khí vợ con sum vầy, họ cần mùi vị tình yêu vợ cho vào từng bữa ăn. Con đường ngắn nhất đến trái tim của đàn ông là đi qua dạ dày. Mới nghe thôi, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy hài hước. Nhưng có thực mới vực được đạo. Nếu các bà vợ biết giữ đỏ bếp nhà và lo cho cái dạ dày của người đàn ông luôn ấm, thì đó cũng là một bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.